Chào mừng các bạn đã đến với kênh Khéo Tay Hay Làm TV. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách gấp đèn trung thu. Cách gấp cực kỳ đơn giản, ai cũng có thể làm được. Các bạn hãy nhớ bấm like, đăng ký và ấn chuông để là người cập nhật những video mới nhất từ kênh Khéo Tay Hay Làm TV bạn nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi nào. Đầu tiên á, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình á, là hai tờ giấy vuông ha. Giấy màu cũng được hoặc là giấy trắng cũng được, các bạn lựa giấy là nó hơi dày dày chút xíu ha, để mình dễ gấp. Còn các bạn gấp quen rồi á thì các bạn cũng có thể lấy giấy tập học sinh nè, các bạn lấy ra hai tờ, các bạn cắt vuông ra, các bạn gấp vẫn được bình thường nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu gấp thôi. Trước tiên á, tờ giấy vuông này á, các bạn gấp đôi giấy lại giúp mình ha, gấp đôi lại, đòi lại như vậy nè, đó. Một xuống, để xuống, dùng mạnh tay ra. Rồi xong, các bạn bung thẻ lè nó ra. Các bạn tiếp tục, các bạn gấp đôi ngược qua chiều bên kia, gấp đôi thêm một nữa. Rồi lại bung nó ra. Các bạn gấp xéo góc, gấp góc này lên trên đây ha. Nè, gấp như mình vậy nè, gấp lên canh cho nó vô góc à, rồi bóp nó lại, để xuống vô nó ra cho nó sát giấy xuống, mở ra. Tiếp tục gấp xéo góc của bên kia thêm quận nữa. Cái này là mình gấp mình để lấy dấu nè, có dấu một chút xíu nữa các bạn gấp rất là dễ. Rồi, bóp 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 nó vô. Cái này cũng vậy, canh nó ngay đâu đó ngon lành, bóp bóp vô. Để xuống, dùng mạnh tay ra cho nó sát dây xuống. Rồi, chúng ta được hình tam giác vậy ha. Xong rồi các bạn quay xuống như mình vậy nè, quay xuống vậy. Các bạn lấy hai ngón tay nè, các bạn cầm ngay chỗ này nè. Không, cầm ngay cái đường này nè. Rồi, có đường mình cầm đây. Các bạn để ngón tay vô đây, các bạn bẻ nó xuống ha, cầm bẻ nó xuống vậy nè, nó ra hình này, bẻ lên đây đi. Rồi được một bên vậy, bên đây cũng vậy, bạn cầm ngay chỗ này ha, bạn lại thọt ngón tay đây, bẻ nó xuống, bóp nó lại, nó ra hình vuông nhỏ. Đẩy xuống, vuốt nó ra cho nó ngay ngắn đầu đó ngon lành. Rồi, chúng ta được hình vuông vậy nè ha. Rồi tiếp tục, các bạn gấp cái cạnh này nè, cạnh này, các bạn gấp lên trên đường giữa này. Nhớ nha, các bạn nhớ là gấp cái cạnh này nha, cạnh này nha, chứ không phải gấp cạnh dưới đây nha. Gấp gấp cạnh trên đây nè, cạnh này nè, cho nó lên trên đường giữa này. Mà gấp như mình vậy nè, lấy con này ngón trỏ nè, giữ ngay góc này nè, mình ưu tiên mình gấp cái góc nhọn ra trước đó, sửa góc nhọn ra trước xong mà để vô vuốt nó là giấy nó hơi cứng á, các bạn vuốt vuốt mạnh mạnh tay xuống, dùng hết nội lực vuốt nó xuống cho nó nằm sát xuống cho nó đẹp. Rồi bên đây cũng vậy, bên đây các bạn cũng gấp vô, xử lý góc nhọn trước cho nó nhọn quắt ra trước đi. Rồi mình mới sửa trên đây, canh đâu đó ngon lành, ok. Vuốt giấy xuống. Rồi, chúng ta được hình vậy. Tiếp tục, các bạn lật nó xuống đây, các bạn cũng gấp vô y gan gì đó. Xử lý góc nhọn trước. Vuốt ra đây cũng gấp vô cũng giống vậy. Vuốt ra mà mình gồng hết nội lực mình vuốt nó ra luôn. Rồi đó, mình được hình vậy, hình vậy ha. Xong rồi bạn bung ra, bung nó ra, số này cũng vậy, bung nó ra, bung nó ra. Mình gấp mình lấy dấu nè, xong rồi các bạn bẻ nó lên vậy nè, không bẻ bẻ cái này nè,
bẻ lên. Các bạn hí hí nó ra. Hí nó ra nè, lấy ngón tay các bạn, lấy ngón tay á. Các bạn chọc vô trong đây nè. Chọc vô. Bóp bóp đây nè ha, chọc vô dưới mình đây nè, bóp bóp xuống. Đó, nó có dấu rồi đó, các bạn bóp xuống nó rất là dễ. Đó, nó ra, nó ra hình này. Tiếp tục vào đây cũng vậy. Bạn dựng dựng nó lên. Dựng dựng lên như mình vậy nè, đó, lấy ngón tay chọc vô trong đây. Bóp bóp nè, bóp xuống hơi hơi vậy nè, đó, nó bung ra. Đẩy nó xuống. Đè nó lại, cho nó sạc xuống. Rồi, tiếp tục. Mà đây cũng vậy. Mình bung cho nó ra hết luôn. Đẩy nó xuống vậy nè, lấy ngón tay chọc vô. Đè nó xuống. Vuột nó ra, vuột nó ra. Rồi, tới bên đây. Đè nó xuống. Lấy ngón tay chọc vô trong đây. Rồi đè nó xuống. À, nó bị cóc giấy chỗ này nè, các bạn thấy không? Mình sửa sửa nó ra ha. Để cho nó nhọn ra. Vô xuống. Rồi, chúng ta được hình vậy. Rồi, tiếp tục. Bạn lật nó qua. Lật nó qua đây. Qua đây các bạn lật lại. Nè, chúng ta được hình gì nè ha. Rồi á, các bạn tiếp tục á, các bạn gấp cái tam giác này nè. Tam giác này nè, này, này. Tam giác này nè, các bạn gấp lên trên đây. Gấp lên như mình vậy nè. Cho nó bằng cái mí này ha. Nó bằng mí này. Nó nhọn góc này ra. Nè, các bạn làm như mình vậy nè ha. Để vô, bóp góc nhọn ra trước nè, bóp góc nhọn này ra trước. Xong bên đây mình cũng bóp góc nhọn bên đây ra trước. Ha, và xong mình bóp từ từ vô. Bạn lấy cái móng tay nè, ha, móng tay nè, các bạn để vô, bạn kéo nó ra. Đây, kéo nó ra, rồi nó sát xuống là nó nằm im ru ở đó luôn á. Ha, xong, bên đây cũng vậy. Bẻ nó xuống. Cành nó cho nó nhọn bên đây trước. À, bóp bóp ra, bên đây cũng canh vô cho nó nhọn ra. Bóp bóp ra. Rồi xong lấy ngón tay vuốt nó xuống. Vuốt mạnh nó xuống. Cho nó sát xuống. Rồi xong tiếp theo. Các bạn hí hí nó lên. Hí lên như mình đây nè, hí lên như nè. Bạn bẻ nó, bẻ cái này nè, bẻ tam giác đây nè, cho nó nằm vô mé trong đây nè, nè bẻ nó xuống, à, thấy không? Nó có dấu rồi là các bạn làm dễ cực kỳ. À, tiếp tục lấy ngón tay vuốt nó ra, vuốt nó ra, à, nó nằm im ru trong đó rồi đó. Này cũng vậy, dở lên, bẻ nó vô trong nè, bẻ nó vô trong vậy nè, đó. Sửa lại cho nó nhọn hai góc ra. Tay vuốt nó ra. Rồi tiếp tục chúng ta làm hai cái kia cũng vậy luôn. Này chúng ta còn hai cái này nè. À, bẻ nó xuống luôn, bẻ nó xuống. Bóp góc nhọn ra trước. Bên đây cũng bóp góc nhọn ra trước. Rồi xong lấy ngón tay vuốt nó ra, vuốt nó ra. Bên đây cũng bẻ nó xuống. Vuốt góc nhọn ra, nhọn quát rồi cái mình vuốt nó ra, vuốt nó ra, xong rồi bạn mở hí hí nó lên, quay nó vô, bẻ nó vô chọc, bẻ nó vô chọc, đó, vuốt tiếp, hí hí ra, bẻ vô chọc. Giấy cứng các bạn làm dễ lắm, còn giấy mà hơi mềm á, các bạn gấp nó hơi khó chút xí thôi, nhưng mà vẫn làm được đó các bạn. Rồi xong, chúng ta được cái hình này. Đó, được hình tam giác như vậy. Ừ, được hình tam giác như vậy rồi. Tiếp tục, mình gấp cạnh này, à, cái miếng này nè ha. Mình gấp cái cạnh này nè, cạnh trên này nè. À, cạnh trên này nè. Các bạn gấp cho nó nằm lên trên đường này nè, đường giữa nè. Gấp như mình vậy nè. Lấy ngón này nè, các bạn để giữ ở trên đây. Bạn bẻ nó xuống, canh cho nó vô ngay mí. Giữ đây lại, thấy không? Giữ đây lại nè, bóp ra.
bóp mạnh mạnh tay ra cho nó sát dưới xuống, cho nó xẹp xuống dưới đó đó. Rồi, bên đây cũng vậy, bạn bẻ nó vô. Bẻ nó vô vậy nè, đó. Canh cho hai cái nó bằng nhau. Bóp nó. Bóp cho nó sát xuống. Rồi, nè. Bẻ nó đi. Bạn đây cũng vậy luôn. Xẹp nó vô trong. Bóp nó. Bên này cũng vậy, xếp nó lên trên. Bóp nó. Rồi xong. Cái đây các bạn mở ra. Các bạn cầm cái cánh của nó lên, đây là cầm lên vậy nè. Các bạn lấy ngón tay các bạn chọt vô đây nè. Chọt vô đây, hai ngón này phải không? Chọt vô. Cầm chỗ này. Còn hai ngón này các bạn cầm ngay cái dấu nè, nó có cái đường nè, thấy không, đây đường, đây đường nè, bạn cầm ngay chỗ đó đó, cầm mé dưới chỗ đó đó, chọc vô, cầm đây, dặn nó xuống, bẻ mạnh nó xuống, nhét nó vô, nó nhét vô vậy nè. Xong các bạn đo cho nó bằng, thấy không? Bằng gan với nhau nè, bóp lại đó, rồi được một cái này cũng vậy, bẻ lên, lấy ngón tay chọc vô đây, chỗ này cầm đây, thấy không? Bẻ nó xuống. Bẻ nó xuống gì nè, đó. Mình em gì, bẻ nó xuống. Đo lại, đo lại cho nó bằng nè. Bằng nè. Bóp nó vô, bóp vô. Nó bung ra thè lè gì, cũng không sao hết trơn các bạn. Các bạn đừng hoang mang. Cứ để gì đi, nó mình gấp lại nó có dấu rồi. Là mình sửa lại là nó nằm đâu lại vào đấy à. Tiếp tục, mình tiếp tục bẻ nó xuống. Bẻ nó xuống. Xuống, bên đây cũng vậy, bẻ xuống. Canh cho nó bằng, bóp lại. Các bạn cứ từ từ gấp thôi, đừng vội vàng. Thủng thẳng ta gấp thôi. Làm từ từ thôi, đừng gấp. Nếu mà chỗ này nữa không, chỗ này nó hơi khó gấp nữa, các bạn thấy không? Tại vì nó có cái mí ở đây nè, mí nói mà lum cho nên nó hơi khó, thì bạn banh nó ra gì luôn. Bẻ nó xuống luôn, xếp nó vô luôn vậy đó. Rồi, vô nó ra. Chúng ta được hình gì nè ha, được hình gì đây nè đó. Rồi tiếp tục mấy cái này các bạn, mấy cái còn lại các bạn làm cũng đi gan gì đó. Nè cái này nằm mình lên đến đây nè, bẻ nó xuống luôn. Rồi lựa coi thằng nào nó còn ngóc lên thì mình bẻ nó xuống. Còn nào bẻ nó xuống luôn nè. Đó. Bóp nó xuống hết. Đây cũng bóp xuống luôn. Bẻ xuống luôn. Đây cũng bẻ vô luôn. Bóp lại. Rồi xong bắt đầu bung ra. Bung hết ra. Còn có sót em nào không? Rồi hết rồi. Tiếp tục mình bẻ nó vô trong, cầm đây bẻ nó vô trong, sẽ từ từ vô gì đó. Bên đây cũng vậy, bẻ vô có dấu các bạn dễ làm. Rồi đây cầm bẻ vô luôn. Xếp lại bóp vô. Em này cầm bẻ vô luôn. Để mình xem ơi, còn sót của bạn nào không. Đây còn sót đây, cầm bẻ vô luôn. Bóp chặt lại các bạn cho nó sát đi xuống. Rồi chúng ta được hình vậy nè. Xong rồi á, các bạn kiếm cho mình một cọng dây,
cọng dây ha. Đây, mình chuẩn bị sẵn đây một cọng dây. Xong rồi, tiếp theo bạn kiếm cho mình miếng giấy nè, các bạn cuốn lại, cuốn nó tròn nữa, hay là các bạn xe tròn lại cũng được. Các bạn làm một sợi vậy nè, như mình vậy nè. Đó, bạn bẻ nó xuống. Xong, bạn lấy kéo các bạn cắt. Này, tương đối thôi ha, tương đối thôi, không cần độ chính xác đâu. Rồi, mình xọt nó vô đây, kéo nó lại, mình gãi lại. Các bạn lấy cái này lên mà lấy cái kéo trên đây nè, cái đầu nhọn nhọn của nó nè ha, đầu nhọn nhọn nè, các bạn cắt một chút xí thôi, chút xí xí thôi để mình cắt sao vừa đủ để mình lọn chọn cái cọng dây này qua nè ha. Mình làm đồ cầm đây, cắt thử rồi nó chút xí thôi, mình bành bành nó ra, mình thấy hí nó ra, mình coi nó vừa chưa. À, nó có cái lỗ nè, bạn thấy không? À, nó có cái lỗ nè. Rồi mình lấy cái này mình chọc nó qua, xỏ nó qua đây nè. À, là được như vậy. À, được như vậy nè, toàn ten rồi nè, không dính toàn ten nè. Cái này đó là để nó cản cọng dây lại, đừng cho cọng dây nó chạy lên nè các bạn. Đó, được toàn ten như vậy nè. Xong rồi á, mình tiếp tục mình làm một cái nữa. Một cái nữa mình làm ở mé trên để cho cái cọng dây nó không có chạy xuống dưới. Lúc mình dán nó lại đó, mình đừng để cho cọng dây nó chạy xuống dưới. Rồi, đo xuống đi, cắt lên đây đi. Chọc nó vô đây, kéo cọng dây lại. Để bút chút xíu nữa mình dán á, cái mình làm tới làm đuôi cái cọng dây nè, nó tuột xuống đây nè, nó chạy xuống dưới đây. Lúc đó là nó dán dính đây rồi, mình gỡ ra là thua luôn á, khó gỡ lắm. Rồi xong, ở đây ha, các bạn lấy keo hai mặt, hoặc lấy hồ á, các bạn dán lại, dán như mình như này, mình chỉ cho các bạn dán. Nhưng mà mình khuyên các bạn á, làm cái này á, mình dán á, là mình dán bằng keo hai mặt ha các bạn. Keo hai mặt hoặc là keo nến á, các bạn dán nó dễ dính hơn. Chứ dán bằng hồ quá sợ nó hơi khó. Rồi nè, cái này mình làm sẵn nè, tờ giấy còn lại các bạn cũng gấp y gan như vậy nè, nó được hai cái nó hệt nhau luôn thấy không. Đó, rồi bạn dán cho hai mặt, các bạn dán nè như mình vậy nè, dán nè, dán đây, dán mí trên nữa không, mí trên đây nè, mí trên đây nè, chút nữa mình để hai cái gì mình gấp lại với nhau á thì nó dễ dính hơn. Rồi giờ mình gỡ cho hai mặt ra mình dán. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu dán thôi ha. À, bạn cầm hai cái lên, bạn ịn nó vô khớp với nhau á. Nè, nó có gì nè, thấy không? Nó ăn vô khớp với nhau vậy nè. À, cái này nó ăn qua kia. À, nó ăn vô gì nè. Khớp như vậy đó. Mình từ từ các bạn dán từng cái một thôi. Để nó vô trước đi. À, nó dính thấy không? Nó dính là rất là khó dán. Từ thôi. Cà bung rất là khó dán. Nhưng mà mình tin các bạn sẽ làm được thôi. Đó, để vô đây. Để nó vô, nó dính liền được một cái là ngon lành à. Cứ từ từ, đừng manh động, đừng vội vàng. Đó, nó vô rồi đó các bạn. Nó dính lại đó các bạn. Mà là sửa từ từ xuống. Từ từ thì đâu cũng vào đấy thôi. Các bạn gán canh ha. Canh cho hai mí á, hai mí này nè, nói nhau nó bằng nhau vậy đó, nhìn chó đẹp.
nhấn cái đầu gần bóp bóp nó lại đây đó. Đừng vội vàng, cứ từ từ. Mà nhớ là lấy cái hai mặt dán ha, cho nó dễ dán ha bạn. Chứ bạn lấy hồ dán bạn đợi nó khô á rất là lâu. Hay là các bạn lấy keo nến cũng được nè, keo nến cho bạn để vô bạn dán nó cũng nhanh lắm. Keo nến rồi người ta kêu bằng keo đốt á các bạn, cây trong trong á. Cái này vừa cho nó dính lại nãy không, rồi gỡ nó ra. Cứ làm bình tĩnh làm thôi, đừng có vội, đừng vội vàng. Rồi nó dính hết trơn lại đó. Rồi xong nè, như cái này nó bị móp vô nãy không, các bạn đừng hoang mang, cầm đây gỡ lên. Xong ở đây cũng vậy, cầm đây gỡ lên, móp chỗ nào cầm dở lên chỗ đó. À, nó dính lại trơn rồi nè. Rồi bắt đầu các bạn sửa ha, có bóp vô. Bóp vô, sửa lại. Sửa lại. Bóp sửa lại cho nó hết lên, cho nó dính cái đầu đó ngon lại. Là được hình này nè. Nhưng mà chưa xong đâu, chúng ta còn làm thêm cái gâu cho nó nữa. Rồi để nó đây đi, để nó hoàn bên đây đi. Các bạn lấy một tờ giấy ha. À, các bạn lấy một tờ giấy vậy nè. Đó. Xong cái các bạn cắt đôi lại, nhấp đôi lại như mình vậy nè. Các bạn dán keo ở trên, dán keo ở trên ha. Các bạn lấy cái kéo, các bạn cắt tư nó ra như mình vậy nè. Cái này mình cắt sẵn nè, tư ra vậy nè. Như đây còn chút xíu là mình cắt cho bạn xem. Bạn cắt thưa thưa ra gì đó, hơi gì đó. Cắt lên. Nó thưa thưa ra. Này cắt tương đối đều nhau thôi cũng được đó các bạn ơi, không cần đều 100% đâu. Tại vì nó nguyên một cục sà nùi đó, mình đâu có nhìn rõ được ra từng cái đâu. Cắt tương đối thôi. Rồi, xong. Cắt xong rồi. Nó từ ra nè, bạn thấy không? Còn để xuống. Sau đây. Các bạn đo, cầm con dây lên ha. Các bạn muốn để cho nó chiều nào? Chiều nào để lên trên, chiều nào để dưới á thì tùy các bạn thôi. Mình á là mình thích màu đỏ ở trên, mình để màu xanh ở dưới. Các bạn đo. Các bạn đo cái cọng dây nè, khoảng nào vừa nha, đo cái khoảng nào nó vừa đó. Các bạn dán lại, quấn lại nè, các bạn làm như mình vậy nè, gỡ cái này ra đi, đo khoảng cái này đi, kéo mình chắc ngang đây, bỏ xong rồi các bạn gỡ keo ra, gỡ keo ra đây, đây cũng vậy. Để xuống gì ha, các bạn lấy cọng dây á, các bạn để vô đây, để nó là gì nè, nó bẻ nó lên luôn, nó dính lên trên đó luôn cho nó khỏi chuột ra. Rồi các bạn cầm, các bạn cuốn tròn lên nè, các bạn cuốn như mình vậy nè, cuốn từ lên, cuốn lên cuốn tròn lên.
xuống nào hết tờ giấy thì thôi. À, có nghĩa là bạn xe lên cũng được. Xe nó lên, xe nó lên. Xe lên nó dính tay quá thì mình cuốn. Cuốn lên, cuốn lên. Sửa nè, còn khiêu khiêu quá nè, khiêu khiêu nó như nè, đó, nó tư bung bung ra, nhìn có đẹp, rồi xong. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn cách gấp cái lồng đèn trung thu cực kỳ đơn giản, mình tin các bạn sẽ làm được. Nếu các bạn thấy mình chia sẻ video hay và hữu ích, thì các bạn hãy cho mình xin một like, một lượt đăng ký để ủng hộ kênh Khéo Tay Hay Làm TV bạn nhé. Còn bây giờ mình xin chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.